À, chào anh Khánh nha, chào bà con cô bác mọi miền nước nha. Hôm nay em được bứng về một số mai vàng, mai tứ quý nha cô bác. Sụ có, quái có nha cô bác. Số điện thoại của em là 0939 221 944. Cũng một thời gian lâu quá em không có lên clip, tại bận công việc không có lên clip được. Hôm nay em lên clip đây nha cô bác. Mong cô bác ủng hộ cho em ạ. Dạ, số điện thoại em là 0939 221 944. Số là cũng là số Zalo luôn nha cô bác. Rồi, hôm nay em lên mai vàng với tứ quý. Rồi em xin đo thông số của bác xem ha. À, hoành thăng là 23 đi. 23. Tổng chiều cao em nói là 35. Đường kính bầu em nói là 35. Rồi cái mai vàng mã số 1 là xin giao lưu của bác là 300 ngàn nha. Em bao sống bao ship cho cô bác luôn nha. Giá sinh viên. Giá sinh viên. Cô chú nào về mình tập chơi tập ghép nên mua mấy cây này rẻ tiền chơi. Nhưng mà em bao sống luôn nha cô bác. Rồi, tiếp tục luôn. Rồi mã số 2 là mã vàng luôn, một cây tông cao luôn cô bác ơi. Rồi em đo chiều cao cho bác xem cái này ha. Rồi chiều cao nó là 95, rồi đường kính bầu là 36, đường kính bầu hoành thăng em nó là 27. Rồi cây mã số 2 này xin giao lưu bác giá 400 ngàn luôn nha cô bác. Rồi sắc lớn mà tiền ít cô bác ơi, vì mình tập chơi tập ghép đồ Tết có bông có hoa đồ chơi. Nhớ rẻ giá sinh viên luôn cô bác ơi. Rồi, tiếp tục thôi. Rồi tới cây số 3 cô bác. Một phôi mai vàng nha. Cây này nó có hiện tượng là bị lũa không quá. Đây một cái hồi xưa chủ nhà cắt ngang mà không có chắc keo quá. Em nói gì em xử lý chắc keo rồi nha cô bác. Không còn một bọng nha. Rồi tổng chiều cao nó là 51. Đường kính bầu nó là 44. Rồi hoành thăng em nói vị trí này là 32. Rồi cây mã số 3 này em xin vô luôn bác là giá 1,3 triệu nha. Cây số 3 giá 1,3 triệu, dễ nhớ luôn cô bác ơi. Dạ. Rồi tiếp tục thôi. Rồi tới mã số 4 nha cô chú. Tại nãy giờ mưa quá trời cô chú ơi. Nãy giờ mưa anh em nghỉ quay. Rồi cây này cây thú dáng thú nha cô bác. Cây rất khéo đẹp nha. Cây này hồi xưa chủ nhà có vô dây chỉnh sửa sơ rồi ha. Rồi em xin lo hoành thăng. Rồi mà hoành thăng vị trí này em nói là 28. Tổng chiều cao em nói là 77. Đường kính bầu là 36. Rồi cây mã số 4 này xin giao lưu của bác là giá là 1,2 triệu nha. Rồi cái mặt cắt ở trên đây là nó kéo liền rồi nha cô bác. Này còn có tí xíu à. Bít này. Rồi tới mã số 5 là một cây mai xù nha cô bác. Cây xù bít mình hết cho cô bác ơi. Dạ. Ba thân luôn, tam tài luôn cô bác ơi. Rồi, tổng chiều cao nó là 64. Đường kính bầu là 36. Hoành thăng em nó là 26 quá coi. Rồi cái mai xù mã số 5 là xin giao lưu bác giá 1,2 triệu nha. Rồi, xù cũng bít mình hết rồi. Rồi tiếp luôn. Rồi tiếp là mã số 6. Một cây mai dán quyền luôn nha cô bác. Này cô bác cây này mình chơi dán đổ vẫn được nha. Cây này tược sắp khỏe rồi bác, đâm tược mạnh này. Rồi hoành thăng em nói vị trí này là 30. Tổng chiều cao em nói là 56. Đường kính bầu là 48. Rồi mã số 6 nên xin giao lưu của bác là giá là 1,500,000 nha cô bác. Em bao sống bao ship nha cô bác. 1,5 triệu. Rồi tiếp tục thôi. Rồi tới mã số 7 là một con thú nha cô bác. Thú giò cẳng đầy đủ, đuôi đầy đủ luôn cô bác. Này hai đuôi nha cô bác, là về mình muốn lọc cái đuôi lại thì mình lọc, em để gì cô bác về mình muốn cắt tỉa làm sao mình cắt. Giò cẳng đầy đủ nha cô bác, cây rất khéo cô bác ơi. Con thú này rất già cây nha, có gì ha. Rồi, thú này rất có gì. Rồi em đo bình thân cho cô bác xem, nhỏ mà rất khéo cây. Rồi hoành thăng là 20.
Tổng chiều cao em nói là 41, đường kính bầu em nói là 50. Đó, chiều dài của con thú tới đuôi nó là 31 rồi cô bác. Rồi con thú này mã số 7 này xin giao lưu bác giá là 2,2 triệu nha. Thú gắt khéo rồi bác, hai giò trước bỏ rất đẹp nha. Đây, bỏ hai giò trước rất đẹp nha. Đuôi bọng luôn đầy đủ hết nha cô bác. Rồi, tiếp tục luôn. Rồi. Mã số 8 là một cây tứ quý nha cô bác. Tứ quý bộ đế rất dữ nha. Ba thân luôn cô bác ơi, tam tài luôn. Rồi, Hoàng Thắng anh nói vị trí này là 33. Tổng chiều cao là 58. Đường kính bầu em nói là 48. Rồi, cây tứ quý mã số 8 là xin giao lưu bác giá 1.500.000 nha. Bao sóng bao ship của bác ơi, mua gì mình ghép đâu. Quái ừ, để gắt quái, bế nó bỏ vô bậm không. Rồi, tiếp tục. Rồi, tới mã số 9 là một phôi tứ quý nha cô bác. Một thăng một cốt giót đọt luôn nha cô bác. Cây gắt khéo. Cây gắt giót nha, đem đỏ giót ở trên cho cô bác xem. Em nói giót là 13 nha cô bác. Tổng chiều cao nó là 1m04. Rồi, đường kính bầu em nó là 50. Hoành thăng em nó là 37. Rồi, cây tứ quý mã số 9 xin giao lưu bác là giá 2 triệu nha. Bao sóng bao ship cho bác luôn nha. Phôi tứ quý của bác, mã số 9 là phôi tứ quý nha. Đây một thang một cốt giót đọt cắt giót nha bác. Giót cây ha. Giót cây. Rồi, ship luôn. Quái luôn. Quái. Rồi, một cây đấy nôm, dán quái luôn. Rồi, cây mã số 10. Cây đấy nôm gắt nôm luôn. Cây này xưa chủ nhà trồng trong cái chợ cái lu nha cô bác. Rồi hoành thân em nó là 25. 25 hoành. Tổng chiều cao em nó là 58. Đế sổ là 37. Rồi cái đường kính bầu của em nó là 54. Rồi cây mã số 10 này xin giao lưu của bác là giá là 2,7 triệu nha. Một cây mai vàng giá 2,7 triệu. Cây này mình về mình quánh hai bo gì hết cô bác. Rất đẹp cây luôn. Cây đế nôm. Rồi tới mã số 11 là một phôi mai vàng. Cây rất già cây ngô bác. Lên da cốc hết trơn nha. Cây già lên da cốc trơn à. Tại nãy bị mắc mưa gà nó hơi đen đen ngô bác. Hồi nãy giờ Cần Thơ nó ăn mưa. Rồi em đo chiều cao cho bác xem cái. Tổng chiều cao nó tới mặt bầu là 1m27. Hoành thăng em nói vị trí này là 45. Đường kính bầu em nói là 60. Rồi cây mai vàng mã số 11 là xin giao lưu của bác là giá là 2,1 triệu nha. Cây rất già cây nha cô bác. Lên xù xì hết trơn rồi. Dạ, bung da cám da cốc hết trơn rồi. Dạ, đế nè, đế lên da cốc hết trơn rồi. Rồi, tới mã số 13. Đó, 12 nha quá. Mã số 12 là một cây đế lưu nha quá. Rồi em đo chiều cao cho bác xem ha. Tổng chiều cao nó là 57. Nguyên cái cục đế đặc của nó nè quá ơi. Quá trời à. Này nằm trong cái lưu, em muốn mua trong cái lưu nha. Là 1m32. Rồi hoành thân là 30. Quá trời cái bộ đế của bác ơi, cây rất đẹp cho quá. Mày bác xem nè, quá đẹp. Rồi cây mã 12 này xin vô lưu bác là giá 6 triệu nha. Mã 12 là 6 triệu, em bao sóng bao ship cho bác. Cây nó dạ lên lên nu nặng hết trơn nha cô bác.
Rồi, tiếp qua luôn. Rồi, mã 13 là một phôi mai vàng nha cô bác. Rồi, cây lắc lượng nha, rất đẹp nha. Vậy cô bác mình trồng đứng lên tí xíu nha, à, lấy này làm cục đọt chủ nha. Cây lắc lượng rất đẹp luôn. Đế đều bốn mặt hết trơn nha cô bác, đây nè. Đế này có đế hết trơn à, tại em chưa có làm kỹ, đế đều ở trên bốn mặt luôn. Đế bỏ quặm xuống không à. Rồi, tổng chiều cao nó là 87. Mình thân em nói vị trí này là 44. Đường kính bầu em nó là 53. Rồi, cây mai vàng mã 13 này xin giao lưu của bác là giá 3 triệu 700 ngàn nha. Em bao sống bao ship cho cô bác nha. Bao ship cho cô bác tặng nhà luôn cô bác ơi. Alo là tới nhà. Dạ, alo là tới nhà. Chỉ trả đủ tiền cây cho em thôi, tiền đó tiền phí em đã bao rồi. Cây bên em cũng đã chắc keo rồi hết trơn rồi cô bác. Cô bác về an tâm chơi nha. Nếu mà cây có một quả bọng nào này kia là em báo cho cô bác hết nha. Rồi, tới mã 14. 4 là một phôi mai vàng của bác ơi. Cây rất lực cây. Rồi nó chiều cao cái. Tổng chiều cao em nó là 76. Cây này hoành thân nhỏ nha, mà bộ đế nó rất dữ nha các bác. Rồi, hoành thân em nó là 27. Đường kính bầu em nó là 57. Nó rễ nó muốn bằng cái thân mẹ luôn nha các bác. Bộ đế rất đẹp. Rồi, cây mai vàng mã số 14 này xin vô bác là giá là 3 triệu 200 ngàn nha. 3 triệu 2 của bác ơi. Giá mềm, giá mềm. Dạ, 3 triệu 2. Rồi, tới mã số 15. Một phôi mai vàng của bác. Một thân một cốt, cây cũ rất dữ nha của bác. À. Cây rất khéo cây. Rồi, tổng chiều cao em nó tới mặt bầu là 94. Hoành thân em nó là 35. Này em đo toàn là trừ hao cho cô bác xem hết nha. Em đo nguyên cái cục đặc của nó nè. Cái cục đặc của nó là 80 nha cô bác. Đây em đo cái cục đặc của nó nè, cho cô bác xem nè. Đó, nguyên cái cũ đặc của nó. Đường kính bầu em nó là 61 cô bác ơi. Rồi, cây mai vàng mã số 15 này xin giao lưu của bác là giá 8 triệu nha cô bác. Cây rất khéo cây của bác ơi, một thân một cốt. Chia cành thì rất lực nha cô bác. Múa rất đẹp luôn. Cây rất già, cây lên nu nặng hết trơn. Rồi, tới kế tiếp là một cây phôi mai vàng, cây sù trứng lập thôi cô bác. Đây cô bác xem. Trứng, nguyên cục trứng nó rất bự nha cô bác. Đây nè, cái cục trứng của nó nè. Đây nè, đây trứng nhỏ, trứng bự, đây nè, đây cục nó nè. Nhỏ bự gì có. Mấy cái này nó đang chuẩn bị, hiện tượng đang cũng đang lên trứng nha cô bác. Trứng lập ha. À, cục trứng này rất khủng nha cô bác, tại em khai thác sơ sơ nha. Cô bác nào gì mình muốn môi chọn lõn ra luôn thì mình môi ra luôn. Để nở luôn ha. À, củ rất đẹp. Rồi, đo chiều cao cô bác xem cái. Tổng chiều cao nó tới mặt bầu là 1m09 nha cô bác. Rồi cái đường kính bầu em nó là 60. À, hoành thân em nói vị trí này là 38. Rồi, một cây mai vàng xù trứng lọc nha cô bác. Rồi cây mai vàng xù trứng lọc này em xin mã số 16 là em xin giao lưu của bác là giá 7 triệu 500 ngàn nha. 7 triệu rưỡi của bác ơi. Một cây mai vàng xù trứng lọc. Ngoài nhìn được cây ha. Rồi, cây rất lực cây của bác ơi. Rồi cây mai vàng mã số 16 này cũng là cuối clip của ngày hôm nay nha cô bác. À, em cũng rất cảm ơn cô bác đã ủng hộ em trong thời gian qua. Mong cô bác ủng hộ em nè, em có động lực đi săn cây nhiều thêm nha cô bác. Em rất cảm ơn cô bác rất nhiều ạ. À.